tiếp theo của phố nha. Đây nãy giờ trời mưa mới khô đường luôn nha mọi người. Chạy xuống tới đây mà mình kiếm chỗ mà mình quay chiếc xe thì xuống vừa tới đây thì trời mưa luôn. Thì hết mưa, nãy giờ ngồi một tiếng mấy đồng hồ mới hết mưa. Thì rồi thì phố chuẩn bị gửi đến cả nhà một con xe. Phố vừa dọn xong nha. Một con xe gì thì phố mời cả nhà mình cùng xem coi con xe gì nha. Mình định quay ở ngoài đó luôn, ngoài đồng luôn, nhưng mà ông trời ổng mưa nữa rồi thì thôi mình về nhà mình quay luôn cả nhà, chứ mà chờ mà hết mưa thì không biết tới chừng nào luôn, tới tối luôn. Đây ở ngoài còn 5 cam đây. Rồi đây là một con xe Yurio Honda, xe này 50cc nha mọi người. Xe này là hai thì anh em chơi xe nhìn là biết xe gì rồi, nhưng mà có nhiều người á, nhiều bà con á chưa biết xe này xe gì thì cho mình nói luôn nha. Nó như là 50cc thôi nhưng mà nó là hai thì luôn nha. Honda Thái Lan. Thì xe này phố vừa đổi màu lại cho nó nha. Cũ của nó màu xanh thì cả nhà cũng đầu video thì cả nhà coi cũng thấy rồi đó, nó là màu xanh. Thì anh chủ xe ảnh nhờ mình đổi màu lại cho ảnh nha. Thì xe này mình chỉ có sơn thôi, mình sơn với mình ga móc với mình vô một mớ ốc, ốc cũ quá thì mình vô mớ ốc mới nha, với thêm mình vô cặp vỏ luôn. Đây một con xe rất là dễ thương nha mọi người. Xe này nó có đời luôn nha, 50cc có đời luôn nha cả nhà. Đây quay ra đây đồng hồ nó được 60km. Thì chiếc xe này mình chạy hết ga thử thì nó chạy được khoảng 50, chạy được đồng hồ lên khoảng 50km/h nha.
Xe này mình đậu hóm gài rồi cả nhà. Nó bình nó hơi yếu nha. Đây. Quay nhanh rồi nè, quay nhanh rồi. Nhanh đồ là càng nước rồi đầy đủ nha mọi người. Đầy đủ. Một con xe rất là dễ thương nha. Đây. Một cái bánh xi cua. Bánh này là để chế kiểu thôi nha mọi người chứ. Bánh này chạy không được nha. Một con xe kêu bằng rất là ghim, rất là liền lạc với xe luôn. Đây hồi nãy mình đi trời mưa về nó dính đất hơi dơ mọi người. Rồi sẵn mình để cho mình xin quảng cáo với nước sơn bên mình luôn nha. Đây đó, nước sơn là kêu bằng là cực kỳ thẳng luôn, sơn là như zin luôn nha. Cái màu này á, là hình như là nó ship vào cái phiên bản đặc biệt luôn nha mọi người. Nó ship vào cái phiên bản là màu đặc biệt luôn. Hai thầy nha. Hai thầy là chạy cái bộ có khói nha cả nhà. Ở dưới quê này mình dọn xe á, có thể là chiếc xe nó không được tròn như ở thành thị này kia nha mọi người. Tại vì đây mình dùng quê mà. Nhưng mà những video của phố á, những video của phố quay á, là phố quay tranh thủ để giao xe, rồi còn làm công chuyện khác nữa. Bởi vì nhiều khi á, chiếc xe nó gần xong rồi, chiếc xe nó xong rồi đó, nhưng mà có thể nó thiếu một hai món đồ gì đó, có thể thiếu một hai món đồ gì đó thì mình gáp vô luôn để mình giao cho anh chủ xe. Rồi khi nào mình đặt đồ về á, khi nào mình đặt đồ về xong rồi mình mới gắn nha cả nhà. Thì trong cái quá trình đó thì nó không còn thời gian nữa, không còn thời gian mà để mình quay chiếc xe nữa. Thì bởi vì chiếc xe mình phố vừa làm xong rồi là phố quay rồi phố đăng lên luôn. Chủ yếu là video của phố á là gửi đến cái nhà mình xem vui thôi nha. Rồi là phố thì bên làm xe chứ không có gành gì bên làm phim. Bởi vì nhiều chiếc xe á, mình gáp vô á, có thể nó không tròn cái này, có thể nó không đẹp cái kia, nhưng mà quan trọng là mình giao xe cho chủ xe ưng ý, hài lòng. Chẳng hạn như mấy chiếc xe của phố làm á, có một hai chiếc xe ví dụ như cánh chim Honda hết, nó hết hàng đi, thì mình nếu mà mình chờ về á để mình gắn vô á thì nó quá lâu đi, thì mình quay rồi mình giao luôn, rồi mình á đặt về khi nào về rồi mình lấy mình gắn vô. Còn có khi á, một hai chiếc xe á, cốt đùm này kia á, nó hết đi, mình thay thế cốt khác vô, mình thay thế cốt khác vô thì nó không có được tròn với chiếc xe. Nhưng mà đổi lại một cái thì chủ xe người ta đang cần xe thì mình giao luôn. Rồi khi nào đồ về thì mình thay qua. Bởi có nhiều anh em không hiểu nói phố dọn xe gì đâu mà nó không chọn cái này, không chọn cái kia. Thì nói chung là anh em nói rất là đúng, nhưng mà anh em không có hiểu được hết cái công chuyện của phố làm. Thì sẵn ở đây, bữa nay phố cho phố gửi lời đến anh em mình hiểu luôn nha. Nếu mà chuyên về bên làm phim á thì chiếc xe của người ta á, người ta sẽ làm cái bằng tỉ mỉ đầy đủ hết người ta mới quay. Còn phố xong rồi phố quay, phố giao xe luôn. Rồi thiếu món nào hay là món nào đặt đồ về, đồ về phố điện anh chủ xe lại gắn vô đó, bởi vì nó không có được tròn như vậy nha mọi người. Đây chẳng hạn như xe này thì nó ok hết trơn rồi, nhưng mà nó còn thiếu hai dây chuyền này đó. Hai dây chuyền này thì nó cũ đi, nó cũ thì phố có đặt rồi, thì phố có đặt rồi thì bây giờ á phố quay luôn,
thì nếu mà anh em mà xem á thì thấy nó sẽ không được đẹp, nhưng mà chờ á, cái cọng dây nó về á thì số chờ cọng dây nó về là chỉ phố gắn cho thôi, gắn cho anh chủ xe thôi, chứ bây giờ anh chủ xe á, là chiếc xe người ta cũng chạy tới lui rồi quay một bộ phim á nó cũng mất rất là mất thời gian nha mọi người. Rồi thêm á, cái công chuyện của phố á nó rất là nhiều, bởi vì cái bộ phim thì nó không được hoàn hảo nha, nó không được trọn vẹn, nhưng mà đổi là được cái là thực tế, video thực tế nha mọi người. Phố thì nói chung thì nó dở vậy nói chuyện nha, cũng dở với làm phim, chủ yếu là làm xong xe nào quay lên xe đó mình đăng lên liền luôn để mình còn tranh thủ thời gian mình làm xe khác nữa. Rồi thì chủ yếu là video quay lên gửi đến nhà mình xem vui, xem giải trí nha mọi người. Cái nhà xem kênh của phố thấy vui, thấy có ích thì cả nhà đăng ký kênh để theo dõi những video về xe, về máy và những con xe của phố làm, những con xe của phố dọn nha. Video mình đăng ký không tốn tiền, nhưng mà có thể mình xem video mình tiếp thu được kiến thức về xe, về máy cho mình đó nha mọi người. Rồi thôi, phố xin chào cả nhà nha, hẹn gặp cả nhà video tiếp theo đó nha. Rồi thôi, bye bye mọi người.